Melone. Là là mình đây. Chào mừng anh em đến vlog tiếp theo của mình. Thì các bạn biết là bây giờ đang là cái thời gian giao mùa đó, giữa mùa thu và mùa đông. Thì cái thời gian, những cái thời gian mà giao mùa, cá nó rất là dễ bệnh. Do nó thay đổi về môi trường, về thời tiết á, về nhiệt độ nước nữa, cho nên là cá nó dễ các một số loại bệnh, ví dụ như là nấm. Thì khi cá bị bệnh có nhiều cách để mình chữa, nhưng mà phòng bệnh hơn chữa bệnh chứ anh em. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em về cái cách phòng bệnh đơn giản của mình. Nó chỉ tốn khoảng 5-10 ngàn thôi, giữ cho đàn cá của mình nó luôn luôn ở trạng thái khỏe khoắn, không có sợ mấy cái loại bệnh vặt. Cái cách mình hay sử dụng nhất á là mình sẽ dùng tăng cường vitamin C cho cá coi, để giúp cá coi nó có sức đề kháng tốt hơn. Vitamin C thì anh em dùng trên thị trường mình thấy có nhiều người bán một loại vitamin C dành riêng cho cá coi để trộn với cám á, thì anh em mua cái đó cũng được. Hoặc là như mình đơn giản nhất là mình sẽ sử dụng vitamin C tự nhiên, thì mình vẫn thích cái gì nó tự nhiên hơn. Cái gì tự nhiên nó cũng tốt hết trơn á. Ví dụ như là cam nè, mình chuẩn bị một sẵn cái cam này nè, cắt làm đôi. Rồi cách bổ sung vitamin C cho cá thì đơn giản nhất là cứ vít xuống đó, vít nó xuống. Rồi cá nó tự lên nó mút anh em, mình không cần phải làm gì hết. Rồi cái đến lúc mà tụi nó ăn xong á, mình kiểm tra là cái vỏ cam á chỉ còn cái vỏ một trắng trắng ở trong thôi, cái đồ trong nó ăn hết rồi á, thì mình góp hai cái vỏ mình vứt ra ngoài. Thì một tuần mình chăn hai lần như vậy sẽ giúp cho con cá mình nó có sức đề kháng nó tốt hơn, tránh bị những cái loại bệnh vặt vãnh, mình tốn thời gian để mình chữa. Còn cái cách đơn giản thứ hai á là mình sử dụng vitamin C loại con nhộng. Đây mình lấy cho các bạn sử dụng loại này, vitamin C này. Đó là loại vitamin C dạng con nhộng. Giá thị trường nó khoảng chưa đến 1.000 một viên đâu. Anh em mua một vỉ như vậy 10 viên đó, người ta bán có 7-8 ngàn thôi. Thì với lượng cá như hồ của mình nếu khoảng 20-30 con á, mình sử dụng hai viên này. Mình hòa với một xíu nước, rồi mình cho cám vô, mình trộn đều lên, và sau đó mình cho cá ăn thôi, như ăn bình thường vậy đó. Đó cũng là cách để tăng cường vitamin C. Còn cái vitamin C này có một cái công dụng cực kỳ hay nha anh em, là nó có khả năng khử clo. Nhiều khi anh em mà cái hồ cá của mình nó có vấn đề gì đó, ví dụ như là cá nhiễm độc, hay là cá nó bị sốc clo, hay là nó bị một số vấn đề như là tăng pH đột ngột do mưa chẳng hạn, mình muốn thay nước liền. Thì nước ở Sài Gòn này á, là nó chủ yếu là nước máy, nồng độ clo trong nó tùy vào thời điểm, thì có những thời điểm nó rất là cao, mình muốn chắc ăn á thì mình phải khử clo nó đi. Khử clo nó bằng cách sử dụng vitamin C này, cứ một viên như vậy mình có thể khử được một khối nước máy á, hòa tan viên này vô nước đó trong vòng 15 phút là nó sẽ khử clo trong nước nó hoàn toàn hết luôn. Rồi mình sử dụng nước đó mình thay cho hồ cá của mình. Đó là một công dụng rất hay của vitamin C. Mình sẽ nói về sơ sơ về cái đồ ăn về rau xanh của cá. Thì cá coi á, đây là cá coi là một loại ăn tạp. Ý là nó vừa ăn chất đạm được mà nó vừa ăn thực vật cũng được. Hàng con cá này nó đang mút nè, đó nó cứ mút vậy đó. Rồi một hồi miếng cam nó sạch trơn à. Thì anh em lâu thỉnh thoảng anh em có thể cho nó ăn thêm rau như là salad, hay là số loại trái cây như là dưa hấu nè, rồi cam, rồi thăng long cắt ra, anh em cắt hàng hạt ra rồi cho tụi nó ăn thôi. Nó cũng là một cách tăng cường một số loại vitamin cần thiết cho cá. Trong cắn của mình cho cá nó cũng có đầy đủ, nhưng mà nhiều khi mình muốn tăng cường thêm cho nó thì mình từ bên ngoài, từ cái nguồn khác nhau. Đó nè, cứ để rồi đi, lúc đó mình làm kiểm tra. Rồi mình vớt hai cái vỏ ra. Ở đây thấy không, cá là mút miếng cam á. Đó, nó cứ mút như vậy, nó sẽ tự bổ sung vitamin C cho con. Rồi ok anh em,
Cảm ơn em đã xem đến giờ phút này. Nếu anh em thấy video này hay, xin nhấn like, subscribe và để theo dõi những video sau của mình. Cảm ơn em. Lần sau mà để mình tìm ra được cái gì hay ho về các con, mình sẽ tiếp tục chia sẻ với anh em. Tạm biệt anh em.